16 giờ 25 phút tại sân bay Thành Sơn Phan Rang, lệnh cất cánh bắt đầu. Phi đội lần lượt rút lên không trung. Trung số 1, Từ Để số 2, Lục số 3, Dượng và On số 4, Quảng số 5. Khi vào đến Sà Bè rồi đó, khi kiểm danh, điểm danh anh em xong hết rồi, tôi mới nhìn qua hướng Tân Sơn Nhất. Thì tôi thấy một cái điểm sáng ở tại Tân Sơn Nhất. Trong khi là xung quanh toàn bộ là mưa hết. Duy nhất chỉ có sân bay Tân Nhất là không mưa. Nên lúc bây giờ tôi có nghĩ một điều là có lẽ là cái vận nước đã đến rồi. Đấy, và sau đấy thì tôi bảo anh em là nhìn về cái hướng khoảng 2 giờ chúng ta sẽ thấy cái điểm sáng đấy là Tân Sơn Nhất. Đấy thì số 2 thấy, số 3 thấy, số 4 thấy, số 5 thấy. Tôi nó bắt đầu lấy độ cao lên. Đấy, và chuẩn bị vào đánh. Tôi sẽ vào đánh trước. Thì chúng tôi là quy ước với nhau rồi đánh một lần một thôi. Là thế là chạy. Đấy, nhưng có điều cái là chúng tôi cũng đã quy ước với nhau rồi là đánh tập trung vào một điểm, không có đánh tràn lan ra ngoài. Thì tôi nói với anh em là cái điểm sáng của quả bơm của tôi nổ thì các anh em tập trung đánh vào chỗ đấy, đừng đánh ra ngoài. Vì cách đấy có hẳn 200-300 mét thôi là cái ban quân sự bốn bên của mình. Từ trước tới nay thì Ngụy chưa bao giờ, không quân Ngụy chưa bao giờ đối phó những đòn trên không đánh xuống cả. Thì chưa bao giờ có những tiết mục là chặn đập bắn những cái máy bay mà lạ. Nên kiến thức, chỉ huy, kinh nghiệm rất ít. Mặc dầu máy bay nó tốt, huấn luyện bài bản. Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định sử dụng máy bay A-37 do phi công Cao Láng để đánh bom thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất, là một biện pháp tích cực chủ động để khống chế căn cứ không quân địch và hiệp đồng tác chiến với bộ binh ta tấn công vào nội đô Sài Gòn. Đây còn là sự thể hiện phương châm thần tốc táo bạo bất ngờ của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đề ra chỉ đạo chiến dịch này. Trận đánh bom Tân Sơn Nhất đã tạo thêm sự rối loạn của địch và cảnh báo cho chúng biết rằng khi không quân ta đã xuất kích ở đây thì không phận miền Nam không còn là của chúng mà đang thuộc về chúng ta kiểm soát. Chúng ta đã tiêu diệt 24 máy bay và hàng trăm sĩ quan binh lính quân đội Sài Gòn, phá hủy nhiều kho nhiên liệu. Căn cứ Tân Sơn Nhất hoàn toàn tê liệt. Cố tình bắn một lần ra 4 quả. Nhưng mà khi tôi bắn thì nó ra chỉ có 1 quả thôi. Còn 3 quả nó đeo lại. Cho nên là cũng may là có 1 quả nó ra. Cho nên cái quả đó nó nổ thành ra một cái điểm sáng để cho anh em tiếp tục và đánh tiếp. Ném bom xong thì bao giờ chúng tôi coi là hoàn thành xong nhiệm vụ. Thế và tất cả tôi mặc dầu mình lệnh không nói là ném bom xong thì đều quay về hướng về sân bay Thành Sơn, tức là Phan Giang bây giờ. Nhưng mà sướng quá, anh nào cũng vòng trên đỉnh Sài Gòn, vòng cũng có thấp sau cơn mưa, độ cao vòng lúc đó khoảng độ 100-150 mét, khoảng 300 feet để xem Sài Gòn nó sao, về kể mọi người. Có lẽ tôi là người cũng may. Tôi đi số 5. Thế nhưng khi vào cắt bom cái là tôi cắt một loạt ra ngay. Thế anh Thành Trung cắt là bom không ra. Thế anh Thành Trung phải quần đảo đến 3 lần mới ra. Phải anh Lục cũng thế, là ném bom cũng không ra, là cũng do kỹ thuật thôi. Thì các anh phải bổ nhào anh đánh tiếp. Thế tôi cắt bom xong cái là tôi vòng lên trên. Vòng lên trên cao này, đây là tôi cứ ở trên tôi ngắm rồi tôi xem anh em đánh như thế nào. Thì tôi lại được là ngắm Sài Gòn với lại ngắm sân bay nhiều hơn. Thế thì tôi thấy là trong cái lúc bây giờ thì mình cảm thấy là sân bay của nó dài, rộng và lớn. Thành phố của nó lúc bây giờ, thành phố Sài Gòn là trông đấy là mình Hà Nội hồi đấy là còn nhỏ. Nhưng mà thành phố Sài Gòn lúc ấy lớn, rộng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là vào đánh và giải phóng được cái này và mình sẽ là những người làm chủ đất nước, chủ như sân bay và chủ như thành phố này thì rất phấn khởi. Tôi thì là cắt bom lên lần thứ 3 nó mới ra. Do đó nó cũng thật là cũng không có thời gian. Nhưng mà tất nhiên quá trình mà mình ngắm, mình ném, mình thoát đi vòng trên bầu trời đó thì mình cũng nhìn Sài Gòn nhiều cũng không chi tiết lắm. Nhưng mà Sài Gòn lúc đó thì công nhận là nó tương đối to. Trông nó so với các thành phố khác thì nó trông nó hoành tráng, trông nó to.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng tôi nghĩ này này, lần đầu tiên chúng tôi được bay trên vùng trời Sài Gòn, tức là chúng tôi bay trên đầu của Mỹ ngụy. Thì cái đó mới là cái ý nghĩa quan trọng mà chúng tôi tự hào là cái điều đó. Tôi trở lại tôi ném nốt ba cái quả cũ, ba cái quả nó còn đeo lại của tôi. Đấy thì tôi ném lần thứ hai nó cũng không ra quả nào. Thì tôi quyết định là trở lại một lần nữa là ném lần thứ ba thì nó mới ra hết. Sau khi đánh xong rồi thì rõ ràng là cái mục tiêu nó cháy rất lớn. Thì lúc nó mới vô thì nó không biết. Khi trút bom rồi thì ở dưới đài nó mới hỏi. Hỏi máy bay có phi đoàn nào mà làm cái đánh bom như vậy. Thì hỏi qua thôi chứ trên này ru đó không có nói này. Lúc là lo rút thôi. Lúc là tiếc nào mà cái nào đi rút ra khỏi sân bay thôi. Rồi tập hợp đi về. Chiến thắng gian dội của phi đội Quyết Thắng đã làm tê liệt cầu hàng không di tản bằng máy bay của địch mang tên Người Liều Mạng. Trận đánh bất ngờ này càng làm cho cuộc di tản của Mỹ ngụy thêm hoảng loạn. Mỹ phải sử dụng hàng loạt trực thăng dùng sân thượng các cao ốc làm bãi đáp để tiếp nhận người di tản ngay giữa trung tâm nội thành. Cảnh tượng ấy càng làm cho Sài Gòn thêm hỗn loạn. Chiến thắng đã làm giảm bớt bao xương máu cho đồng đội khi mà ngày chiến thắng đang gần kề.